giá xăng tăng trở lại. Từ 15 giờ chiều ngày 25 tháng 12, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 468 đồng mỗi lít lên 22.550 đồng mỗi lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 494 đồng mỗi lít. Chiều ngày 25 tháng 12, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày trên lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 494 đồng mỗi lít, xăng E5 RON 92 tăng 468 đồng mỗi lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.550 đồng mỗi lít và xăng RON 95 là 23.295 đồng mỗi lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng ở lại sau hai cú giảm mạnh liên tiếp. Trong vòng một năm qua, giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới 18 lần, giảm 5 lần và giữ nguyên 3 lần. Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện lên 17.579 đồng mỗi lít, dầu hỏa là 16.518 đồng mỗi lít và dầu mazut là 15.745 đồng mỗi kg. Ở kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng mỗi lít, xăng RON 95 ở mức 550 đồng mỗi lít, dầu mazut 552 đồng mỗi kg, dầu hỏa 300 đồng mỗi lít, dầu diesel 200 đồng mỗi lít. Trong khi đó, Liên Bộ không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2021/ND/CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/ND/CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó có nhiều nội dung thay đổi về cơ chế điều hành xăng dầu và công thức tính giá. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh 3 lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương. Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước từ các nhà máy lọc hóa dầu và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới. Do đó, một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT dựa trên giá cơ sở xăng dầu sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ. Sau ngày 25 tháng 12, cụ thể từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh 3 lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương. Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước từ các nhà máy lọc hóa dầu và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới. Do đó, một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT dựa trên giá cơ sở xăng dầu sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.